Honda Việt Nam nỗ lực hết mình vì sự phát triển của thế hệ trẻ Việt Nam. Mỹ Uyên và Thanh Bạch xin chào mừng những vị khách quý và tất cả quý vị khán giả đang có mặt trong đêm hôm nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, cũng như tất cả quý vị khán giả đang theo dõi trước màn ảnh nhỏ của kênh truyền hình VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam xem chương trình Duyên dáng Việt Nam. Kính thưa quý vị, Thanh Bạch có dịp tham gia chương trình Duyên dáng Việt Nam từ những chương trình đầu tiên. Có thể nói, cho đến nay, chương trình Duyên dáng Việt Nam đã thực sự trở thành một sự kiện văn hóa hàng năm. Đối với các nghệ sĩ, đây là niềm vui sáng tạo. Đối với người xem, ngoài tình yêu dành cho nghệ thuật, còn là tấm lòng đến với quỹ học bổng Nguyễn Thái Bình, nơi ươm mầm cho những tài năng trẻ. Và trong thời kỳ hội nhập, Duyên dáng Việt Nam đã thực sự là đại sứ văn hóa mang thông điệp hòa bình và hữu nghị, mà như người ta thường nói, hòa bình, hữu nghị, đó là ước mơ của toàn nhân loại. Thưa quý vị, và trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu những vị khách quý có mặt trong chương trình. Xin trân trọng giới thiệu Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, ông Trương Vĩnh Trọng. Xin trân trọng giới thiệu Phó Chủ tịch Quốc hội ông Trương Quang Đường. Xin trân trọng giới thiệu nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương ông Trần Đình Hoan. Chúng tôi cũng xin trân trọng giới thiệu Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ông Nông Quốc Tuấn. Và sự hiện diện của các ông bà lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội cùng các phu nhân đã có mặt động viên tinh thần cho chương trình Duyên dáng Việt Nam và quỹ học bổng Nguyễn Thái Bình. Ngay sau đây, chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Công Khế, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Tổng biên tập báo Thanh niên sẽ lên phát biểu khai mạc. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, thưa quý vị khách quý, thưa tất cả khán giả Duyên dáng của Việt Nam. Tối hôm nay, Duyên dáng Việt Nam 17 với chủ đề Nhật được khai diễn tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, nơi vừa diễn ra rất thành công hội nghị các nhà lãnh đạo các nền kinh tế APEC do nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của chúng ta đăng cai. Đối với những người tổ chức chương trình Duyên dáng Việt Nam, đây quả thật là một cơ hội thật tuyệt vời và là một niềm hãnh diện to lớn. Chúng tôi cảm ơn công ty Honda Việt Nam đã tài trợ cho chương trình để góp phần tạo nguồn quỹ cho quỹ học bổng Nguyễn Thái Bình. Xin chúc sức khỏe, hạnh phúc và may mắn đến với tất cả quý vị và các bạn nhân dịp đầu năm mới 2007. Xin chúc sức khỏe và cảm ơn. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và mời ông Nguyễn Công Khế nắng lại sân khấu. Xin trân trọng kính mời ông Hiroaki Funami, Tổng Giám đốc Công ty Honda Việt Nam, đại diện cho đơn vị đồng tổ chức lên phát biểu. Your Excellencies, leaders of party, the government and National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, distinguished guests. Kính thưa các vị lãnh đạo Đảng, Chính phủ và Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kính thưa toàn thể quý vị. Lời đầu tiên, thay mặt cho công ty Honda Việt Nam, tôi xin nồng nhiệt chào đón quý vị đến tham dự chương trình Duyên dáng Việt Nam ngày hôm nay, một chương trình văn hóa nghệ thuật có hiệu quả xã hội rất to lớn, nhằm hỗ trợ học sinh sinh viên nghèo, học giỏi, tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Having been present in Vietnam for over 10 years, Honda Vietnam has constantly strived to become a company. Có mặt tại Việt Nam được hơn 10 năm, công ty Honda Việt Nam luôn nỗ lực phấn đấu không ngừng để trở thành công ty được xã hội mong đợi. Chúng tôi vinh dự được hợp tác cùng báo Thanh niên với mong muốn được đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của thế hệ trẻ Việt Nam, đồng thời tôn vinh và quảng bá văn hóa Việt. We express our sincere thanks
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Báo Thanh Niên đã tạo điều kiện giúp đỡ chúng tôi được đóng góp vào hoạt động văn hóa và xã hội nhiều ý nghĩa này. To close my speech, we wish you good health and happiness. Xin kính chúc quý vị sức khỏe và hạnh phúc. Thank you very much. Xin trân trọng cảm ơn. Xin chân thành cảm ơn ông Funami và xin mời ông đón lại sân khấu. Kính thưa quý vị, ngoài việc là nhà đồng tổ chức của chương trình Duyên dáng Việt Nam lần thứ 17, ngày hôm nay, công ty Honda Việt Nam cũng trao tặng cho quỹ học bổng Nguyễn Thái Bình với số tiền 225 triệu đồng. Và sau đây, xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Công Khế, tổng biên tập Báo Thanh Niên, trưởng ban tổ chức chương trình Duyên dáng Việt Nam sẽ nhận số tiền trên. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Và ngày hôm nay, ban tổ chức chương trình Duyên dáng Việt Nam 17 cũng mời 10 em sinh viên đại diện cho các trường đại học tại khu vực nội thành Hà Nội lên nhận 10 suất học bổng Nguyễn Thái Bình, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Xin kính mời ông Hiroaki Funami, tổng giám đốc của công ty Honda Việt Nam và ông Nguyễn Công Khế, tổng biên tập Báo Thanh Niên cùng trao 10 suất học bổng cho các sinh viên. Kính thưa quý vị và các bạn, và giây phút hồi hộp để chờ đã đến. Xin mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Duyên dáng Việt Nam lần thứ 17.